thứ bảy tuần 11 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó sẽ ghét người này và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Vì thế, Thầy bảo các con, chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình, lấy gì mà ăn, hay cho thân xác các con, lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không canh cưỡi, nhưng Thầy nói với các con rằng ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy. Suy niệm: cuộc sống dù ngày càng văn minh tiến bộ, nhưng không vì thế con người tránh được những bất an. Những nỗi lo lắng đã làm cho con người không tận hưởng hạnh phúc đang ở trong tầm tay của mình. Kitô giáo không chỉ đưa chúng ta đến hạnh phúc đời sau, nhưng còn hướng chúng ta tìm hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại của đời này. Đừng lo, không có nghĩa là đừng toan tính, đừng hoạch định cho cuộc sống. Đừng lo có nghĩa là tập nhìn xuyên qua nghịch cảnh để thấy bàn tay nâng đỡ của Chúa. Lạy Chúa, xin giúp mọi người trong gia đình chúng con biết siêng năng làm việc để sống và cảm nhận những hạnh phúc của đời thường, nhưng cũng nhớ lời Chúa dạy để chúng con biết tin tưởng, phó thác cho Chúa và tìm hạnh phúc đích thực nơi Chúa.